có thể nói là hiện nay vẫn là còn số đông. Các doanh nghiệp thì vẫn đang rất nỗ lực và cố gắng để duy trì sản xuất, phát triển để ổn định và đảm bảo được cái sản xuất, bảo đảm được công ăn việc làm cho người lao động cũng như đời sống của người lao động được ổn định. Đây là một doanh nghiệp thủy sản lớn trên địa bàn thành phố. Trong thời điểm khó khăn chung về kinh tế của toàn cầu do đại dịch, công ty đã nỗ lực duy trì sản xuất, vừa đảm bảo việc làm cho người lao động, vừa đảm bảo sản phẩm cung ứng cho người tiêu dùng trong và ngoài nước. Doanh nghiệp đã đẩy mạnh bán hàng online để đưa những sản phẩm chất lượng đến tay người tiêu dùng. Bên cạnh đó, công ty còn quan tâm chăm lo đến đời sống của người lao động như duy trì bữa ăn trưa cho công nhân, trợ cấp khó khăn đột xuất, tư vấn pháp luật miễn phí. Chúng tôi đặt cái người lao động lên trên hết để chúng tôi giải quyết những cái công việc cấp bách như là tìm các cái nguồn để kênh phân phối của thị trường từ nội địa cho tới nước ngoài. Cụ thể là chúng tôi giữ vững được cái nguồn hàng xuất khẩu cho các cái thị trường của thế giới, và trên về nội địa thì chúng tôi đã mở thêm các cái hệ thống phân phối bằng những cái sản phẩm của công ty mang cái tính thiết thực đối với bữa ăn hàng ngày của người dân. Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 tái phát lần 2 khiến cho hoạt động của nhiều doanh nghiệp cả nước thực sự khó khăn. Theo khảo sát của Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Tư nhân, 81% số doanh nghiệp cho biết khó khăn lớn nhất hiện nay là không có đơn đặt hàng trong vòng 6 tháng tới. 72% số doanh nghiệp đang thiếu tiền để trả lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, phí công đoàn. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp còn thiếu tiền để trả lãi vay ngân hàng, mua nguyên liệu, thuê kho bãi, nhà xưởng hay thuê văn phòng. Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 tác động sâu rộng đến hoạt động sản xuất, chính phủ đã đưa ra nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp như Nghị quyết 42 NQCP, trong đó nhà nước chia sẻ trách nhiệm với doanh nghiệp trong việc bảo đảm cuộc sống cho người lao động. Nghị quyết 84 NQCP về các nhiệm vụ giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Cùng với những chính sách hỗ trợ của chính phủ, chính quyền thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành các chính sách hỗ trợ người dân và doanh nghiệp vượt qua khó khăn, xây dựng nhiều chương trình hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp phục hồi hậu COVID-19. Ngày 5 tháng 5 tại tọa đàm trực tuyến Khôi phục và phát triển kinh tế thành phố Hồ Chí Minh năm 2020 do Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, các ý kiến của chuyên gia kinh tế, Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố đã kiến nghị thành phố Hồ Chí Minh cần tái cơ cấu nền kinh tế, xây dựng chương trình phục hồi hậu COVID-19 cũng như có các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, tránh để doanh nghiệp đi vào con đường phá sản. Là thành phố phải có chính sách gì tạo cái bệ đỡ và có một sự hỗ trợ cho doanh nghiệp trong lúc này, để không đi vào con đường phá sản. Thành phố sẽ làm việc với Thủ tướng Chính phủ về các cái vấn đề hiện nay mà thành phố cần kiến nghị. Trước hết là vấn đề khôi phục kinh tế như thế nào và những cái vướng mắc hiện nay của thành phố, để tiếp tục hỗ trợ ngoài cái gói của thành phố thì tiếp tục hỗ trợ cho doanh nghiệp như thế nào, đối với người lao động ra làm sao, về vấn đề thị trường như thế nào. Chúng ta cần tập trung tín dụng cho những doanh nghiệp đang có thể hoạt động và mở rộng hoạt động hiện nay, và khoanh nợ cho những doanh nghiệp mà không thể hoạt động hoặc là hoạt động một phần. Ngày 3 tháng 10, thành phố Hồ Chí Minh tổ chức buổi tọa đàm lần 2 khôi phục và phát triển kinh tế thành phố Hồ Chí Minh trong bối cảnh diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19 hiện nay do Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong đã khẳng định chính quyền thành phố sẽ thực hiện các giải pháp căn cơ để thúc đẩy phát triển kinh tế trong dài hạn, nhất là tăng cường liên kết để cộng đồng tạo thành một khối thống nhất, trở thành nhân tố quan trọng phục hồi kinh tế trong trạng thái bình thường mới. Tháng 8 vừa qua, chính quyền thành phố Hồ Chí Minh cũng đã đề xuất gói hỗ trợ thứ hai cho các doanh nghiệp đang gặp khó khăn. Chính sách hỗ trợ đợt 2 sẽ tập trung vào các ngành nghề bị tác động nặng nề như là du lịch, lữ hành, nhà hàng, khách sạn, vận tải và dịch vụ liên quan du lịch. Đồng thời, thành phố cũng đã thành lập và ban hành quy chế hoạt động các hội đồng phát triển ngành kinh tế của thành phố Hồ Chí Minh, bao gồm Hội đồng phát triển ngành công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông, ngành cơ khí, ngành cao su nhựa và ngành công nghiệp thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh, ngành du lịch, ngành tài chính ngân hàng, liên kết giữa các cơ quan quản lý nhà nước, hội chuyên ngành, nhà khoa học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp đầu đàn, từ đó đề xuất các chiến lược phát triển kinh tế thành phố, lấy hoạt động của doanh nghiệp là trung tâm.
Trong giai đoạn khó khăn này, lực lượng Đảng ủy khối doanh nghiệp thành phố thực sự là cầu nối, luôn tích cực, chủ động trong việc kịp thời nắm bắt tình hình thực tiễn của các doanh nghiệp, tham mưu với Thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố, tìm các giải pháp tháo gỡ vướng mắc khó khăn, tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển trong bối cảnh đại dịch. Vai trò về tự động hóa cũng cần phải được nhấn mạnh và quan tâm hơn nữa vào cái lúc này để mà giúp cho các doanh nghiệp có thể dùng tự động hóa để cải tiến về sản xuất, tiết kiệm chi phí. Và những cái giải pháp mà E-Tech thực sự tập trung trong giai đoạn vừa qua là một phần nào giúp cho các doanh nghiệp có thể vượt qua khủng hoảng bởi đại dịch, cũng là một trong những cái lý do làm cho E-Tech có được một cái sự ổn định trong công việc. Dịch COVID-19 đã ảnh hưởng đến các kế hoạch chi tiêu phát triển kinh tế xã hội, gián đoạn hoạt động sản xuất kinh doanh của thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp thành phố đã nỗ lực không ngừng để đảm bảo mục tiêu kép là duy trì thành quả phòng chống dịch COVID-19, đồng thời phục hồi và phát triển kinh tế. Trong bối cảnh đó, Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức nhiều chương trình hoạt động nhằm tri ân, ghi nhận những nỗ lực của doanh nghiệp trong bảo đảm sản xuất, duy trì đời sống người lao động, vượt qua những khó khăn do dịch COVID-19. Năm nay, nhằm chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 11, tiến tới Đại hội 13 của Đảng, được sự chấp thuận và chỉ đạo của Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh tổ chức cuộc bình chọn danh hiệu Doanh nghiệp Doanh nhân thành phố Hồ Chí Minh tiêu biểu năm 2020. Năm nay, số lượng doanh nghiệp tham gia tăng 20% và chất lượng doanh nghiệp tham gia cao hơn so với cùng kỳ với nhiều doanh nghiệp thương hiệu lớn. Cuộc bình chọn các doanh nghiệp và doanh nhân tiêu biểu năm 2020 để vinh danh vào ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10 năm 2020 là một cái cuộc bình chọn năm nay có những cái nét đặc trưng rất là tiêu biểu. Thứ nhất là chúng ta đang trải qua một cái khó khăn rất thách thức rất lớn của đại dịch Covid. Những doanh nghiệp mà tồn tại phát triển được rồi là ổn định được duy trì được qua cái mùa Covid này, đây là một cái khó khăn rất lớn mà đó là một sự thành công rất quan trọng. Vì vậy nên là chúng tôi rất quan tâm tới những cái yếu tố về năng động, sáng tạo và tái cấu trúc điều chỉnh kịp thời mô hình và phương thức kinh doanh của doanh nghiệp để vượt qua cái mùa cố dịch năm nay. Trong 2 năm là 2018 và 2019, tổng doanh thu của 100 doanh nghiệp đã đạt trên 580.000 tỷ đồng, lợi nhuận hơn 38.000 tỷ, đóng góp ngân sách hơn 25.000 tỷ đồng, đóng góp vào an sinh xã hội hơn 800 tỷ đồng và giải quyết việc làm ổn định hơn 150.000 lao động. Doanh nghiệp của tôi thì hàng năm vẫn hoạt động như bình thường và cũng không suy nghĩ rằng là một cái giải thưởng nó sẽ tác động vào chúng tôi nhiều. Nhưng mà sau một năm sản xuất, sau một năm kinh doanh mà tới kỳ được hiệp hội quan tâm và có những giải thưởng mình bầu thì chúng tôi cảm thấy rất là hạnh phúc và vinh dự, bởi vì những cái cống hiến của mình, những cố gắng mình được xã hội cũng như là các tổ chức hiệp hội doanh nghiệp ghi nhận, đó là một nguồn động lực rất lớn mà chính đó là tạo động lực chúng tôi bước vào một cái giai đoạn sản xuất mới, nó là niềm vinh dự chúng tôi nếu chúng tôi đạt giải. Phát động từ tháng 6 năm 2020 đến tháng 8 năm 2020, cuộc bình chọn đã được triển khai rộng rãi đến doanh nghiệp hội viên và cộng đồng doanh nghiệp thành phố, đã nhận được sự tham gia của 215 doanh nghiệp, trong đó có 152 hồ sơ đăng ký xét danh hiệu Doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh tiêu biểu 2020 và 156 hồ sơ đăng ký xét danh hiệu Doanh nhân thành phố Hồ Chí Minh tiêu biểu 2020. Lễ bình chọn và tôn vinh sẽ chính thức diễn ra vào đúng ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10 năm 2020. Với chủ đề năng động, đổi mới, sáng tạo, vượt qua thách thức, điểm mới của cuộc bình chọn năm nay là tuyên dương khích lệ các doanh nhân doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh năng động, đổi mới, sáng tạo, vượt qua thách thức cùng thành phố phát triển. Trong đó xem xét yếu tố doanh nghiệp chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ mới và sản xuất quản trị, phát triển sản phẩm, dịch vụ mới phục vụ thị trường, có sáng kiến thay đổi mô hình hoặc mở rộng sản xuất kinh doanh, tạo ra sản phẩm mới cạnh tranh, đem lại lợi nhuận cho doanh nghiệp, tăng thu nhập cho người lao động. Ngoài ra, Hiệp hội đề xuất Ủy ban Nhân dân thành phố xem xét tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân điển hình có thành tích nổi bật, nỗ lực, sáng tạo duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, giữ chân lực lượng lao động và hồi phục kinh doanh trong mùa dịch COVID-19. Rất hoan nghênh cái sự vinh danh của thành phố Hồ Chí Minh làm cho các doanh nghiệp biết mình đang ở đâu. Và từ đó mình khẳng định mình phải làm gì, phải xem đây như là một cái mốc và mình phải định hướng ra mình phải làm gì trong giai đoạn tới. Qua cái cuộc bình chọn này,
mình phải thấy rằng là đặc biệt là các anh em rất là phấn đấu, cũng đây là một mục tiêu, là một cái bức thang để mình nhìn nhận được mình vượt khó như thế nào, mà qua vượt khó mới trưởng thành được. Giải thưởng lần này đã tôn vinh những doanh nghiệp đã có nhiều giải pháp vượt qua đại dịch, duy trì sản xuất, hỗ trợ lao động bị ảnh hưởng do đại dịch COVID-19. Những giải pháp của cộng đồng doanh nghiệp bước đầu đạt được hiệu quả đáng khích lệ, giúp duy trì sản xuất, ổn định nền kinh tế thành phố, người lao động có việc làm để ổn định cuộc sống. Trong những lúc khó khăn như thế này, mình mới thấy được cái phát huy cái sức mạnh của văn hóa, mọi người đồng lòng với nhau để vượt qua những khó khăn. Có những thời điểm mà cảm giác rằng là chúng tôi không có vượt qua được, tuy nhiên là anh em cán bộ công nhân viên là cùng nhau đồng lòng chia sẻ với nhau những cái khó khăn, đề xuất những cái phương án như là tiết kiệm chi phí hoặc là cùng nhau san sẻ những cái việc làm với nhau để cố gắng làm sao chúng ta duy trì được cái công việc hàng ngày cho tất cả mọi người. Tôi là tìm việc cho người lao động trước, tìm việc cho họ thì công việc cũng phải là nhiều, tìm việc ở thị trường xuất khẩu và tập trung đẩy mạnh thị trường nội địa. Với nội địa là chúng tôi lại tập trung làm những sản phẩm thiết yếu trước, những sản phẩm mang tính gọi là tiêu dùng, mang tính là chưa thiết yếu, những sản phẩm mang tính là phục vụ cho dịch vụ du lịch giải trí thì chúng tôi lại tạm thời chậm lại. Giai đoạn là bị giảm cái đầu ra, nhưng mà công ty tích cực là tìm kiếm thêm cái khách hàng mới và cũng đang trong cái quá trình là sản xuất cho khách hàng mới cũng có, mà nghiên cứu phát triển cho khách hàng mới cũng có. Và suốt cái quá trình vừa rồi, công ty là cố gắng là đảm bảo 100% cán bộ công nhân viên là có việc làm liên tục và đều đặn, và thu nhập là giữ vững ổn định. Đối với mỗi cuộc thi hay bình chọn, các doanh nghiệp doanh nhân đều mong muốn giải thưởng phải mang đến một giá trị thực. Với cuộc bình chọn danh hiệu Doanh nghiệp doanh nhân thành phố Hồ Chí Minh tiêu biểu năm 2020, giá trị thực ở đây chính là sự nỗ lực của doanh nghiệp để vượt qua đại dịch COVID-19. Nhiều doanh nghiệp trong khủng hoảng đã chấp nhận thay đổi, đẩy mạnh đầu tư đa dạng vào những thị trường mới, tiềm năng, thay thế các thị trường truyền thống. Nhiều doanh nghiệp đã có các sáng kiến, chương trình hội nhập kinh tế quốc tế và nâng cao tính cạnh tranh của bản thân, đổi mới quản trị, giảm chi phí. Đối với doanh nhân tiêu biểu thì chúng tôi cũng rất là quan tâm tới những cái yếu tố mà vì họ là những người dẫn dắt, những người mà quyết định cái sự sống còn của doanh nghiệp và vượt qua được cái thách thức của doanh nghiệp. Thế thì một mặt là họ là những con người có tài, có trí, có những cái quyết sách một cách phù hợp để dẫn dắt doanh nghiệp vượt qua cái khó khăn thách thức. Đồng thời họ cũng là những con người mà có trách nhiệm xã hội rất là cao trong các vấn đề mà tham gia chia sẻ, gánh vác những khó khăn cùng với chính phủ, cùng với đất nước trong cái việc vượt qua cái mùa Covid, phòng chống dịch Covid. Thành phố Hồ Chí Minh với hơn 200.000 doanh nghiệp đang hoạt động, nhưng mỗi đợt bình chọn chỉ lựa ra con số khá ít. Vì vậy các doanh nghiệp doanh nhân đều hiểu rằng danh hiệu mà họ được tôn vinh sẽ tạo nên những giá trị mới cho doanh nghiệp, bổ sung thêm cho doanh nghiệp về mặt thương hiệu, uy tín. Và vì vậy, những đợt tôn vinh như thế này đã được doanh nhân doanh nghiệp đánh giá cao, nhiệt tình hưởng ứng. Kết thúc đợt bình chọn doanh nghiệp doanh nhân tiêu biểu thành phố Hồ Chí Minh 2020, đã có 100 doanh nhân và doanh nghiệp được vinh danh, trong đó có 63 doanh nghiệp có tổ chức đảng, 30 đảng bộ, 33 chi bộ với hơn 5.300 đảng viên. Đây sẽ là những con chim đầu đàn thực hiện vai trò dẫn dắt của cả cộng đồng doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh phục hồi, vươn mình sau đại dịch, dẫn dắt nền kinh tế thành phố trong thời gian tới. Nhưng đây cũng là thách thức đối với các doanh nghiệp, doanh nhân trong từng bước đi, trong từng chiến lược cụ thể của mình để hướng tới một thành phố phát triển bền vững.
đầu, sáng tạo, đổi mới, phát triển. Đó cũng chính là thông điệp mà Ban Thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn được gửi đến quý doanh nhân, quý doanh nghiệp. Tất cả những chia sẻ về một năm 2020 đầy những khó khăn, thách thức trước những diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, qua đó cũng để cổ vũ cho tinh thần mạnh mẽ, đoàn kết, sẻ chia và cùng vượt qua khó khăn của doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh. Cho phép Ngọc Hương và anh Minh Hoàng thay mặt cho ban tổ chức, đầu tiên phải gửi đến toàn thể quý vị là lời cảm ơn chân thành nhất vì quý vị đã dành thời gian vô cùng quý giá đến tham gia chương trình ngày hôm nay. Và một lần nữa xin được nhiệt liệt chào mừng toàn thể quý vị có mặt trong lễ kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam lần thứ 16 và tôn vinh doanh nghiệp doanh nhân Thành phố Hồ Chí Minh tiêu biểu năm 2020. Kính thưa quý vị, cách đây 75 năm vào ngày 13 tháng 10 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết thư để gửi cho giới công thương Việt Nam. Trong thư, Bác Hồ đã nhấn mạnh đến vai trò quan trọng của giới công thương trong công cuộc kiến thiết đất nước. Vào năm 2004, nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải đã ký quyết định số 990 trên QĐ-TTG ngày 20 tháng 9 năm 2004 cho phép lấy ngày 13 tháng 10 hàng năm làm ngày kỷ niệm doanh nhân Việt Nam. Bộ Chính trị đã ban hành nghị quyết 09 NQ-TWV về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Từ đó đến nay, Đảng và Nhà nước ta đã có rất nhiều những chủ trương, chính sách khuyến khích doanh nghiệp phát triển, phát huy vai trò của doanh nhân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước. Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020-2025, được sự quan tâm và chỉ đạo của Thành ủy, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay, ngày 7 tháng 10 năm 2020, Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam lần thứ 16 và tôn vinh doanh nghiệp và doanh nhân Thành phố Hồ Chí Minh tiêu biểu năm 2020 để ghi nhận những đóng góp to lớn của các doanh nghiệp và các doanh nhân Thành phố Hồ Chí Minh vào sự đổi mới, phát triển mạnh mẽ của Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và sự phát triển chung của đất nước. Đến tham dự lễ kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam lần thứ 16 và tôn vinh doanh nghiệp doanh nhân Thành phố Hồ Chí Minh tiêu biểu năm 2020, trân trọng đón tiếp và giới thiệu sự diện của quý lãnh đạo và các vị khách quý. Trân trọng đón tiếp và giới thiệu bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trân trọng giới thiệu sự hiện diện của bà Tô Thị Bích Châu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh. Trân trọng đón tiếp và giới thiệu ông Dương Anh Đức, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố. Xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của bà Phan Thị Thắng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Đón tiếp và giới thiệu ông Võ Tân Thành, Phó Chủ tịch VCCI Việt Nam, Giám đốc VCCI chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh. Xin được trân trọng đón tiếp và giới thiệu sự hiện diện của ông Hồ Xuân Lâm, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố. Trân trọng được giới thiệu ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh. Trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ông Lê Duy Minh, Cục trưởng Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh. Trân trọng giới thiệu bà Ngô Thị Hoàng Cát, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng ban Ban thi đua khen thưởng Thành phố. Xin được trân trọng giới thiệu sự diện của ông Trần Phú Lữ, Phó Giám đốc ITPC. Trân trọng được đón tiếp và giới thiệu ông Trần Đình Thiên, chuyên gia kinh tế, thành viên Tổ chức Tư vấn Chính phủ. Được trân trọng giới thiệu có mặt trong chương trình ngày hôm nay sự hiện diện của ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh. Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh cũng trân trọng được đón tiếp các ông bà là trưởng phó phòng các sở, cục, ban ngành, các hội trung tâm, các chuyên gia đối tác cùng tham dự chương trình ngày hôm nay. Về phía Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ông Chu Tiến Dũng, Chủ tịch Hiệp hội, cùng các ông bà là thành viên ban điều hành hiệp hội. Và chúng ta hãy cùng dành những tràng pháo tay nồng nhiệt nhất để cùng chúc mừng và chào đón sự kiện của các doanh nhân và đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp cùng quý vị khán giả đã cùng đến tham dự chương trình ngày hôm nay. Kính thưa toàn thể quý vị kính mến, và để mở đầu cho chương trình ngày hôm nay,
Chúng tôi xin được trân trọng kính mời lên sân khấu ông Chu Tiến Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu khai mạc. Xin được trân trọng kính mời ông. Kính thưa bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Kính thưa bà Tô Thị Bích Châu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh. Kính thưa ông Dương Anh Đức, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Kính thưa bà Phan Thị Thắng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Kính thưa ông Võ Tấn Thành, Phó Chủ tịch Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam. Kính thưa các quý lãnh đạo, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể của Thành phố Hồ Chí Minh, các chuyên gia, các đối tác đồng hành cùng Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, Cộng đồng Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh. Và kính thưa các quý doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu tham dự lễ vinh danh 100 doanh nghiệp, 100 doanh nhân tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020 cùng toàn thể các quý vị khách quý. Sau hơn một tháng kể từ ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm 1945, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vừa ra đời, nhận thấy vai trò của giới công thương trong công cuộc kiến thiết đất nước, ngày 13 tháng 10 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết thư cho giới công thương Việt Nam. Trong bức thư này, Bác Hồ đã nhấn mạnh giới công thương phải hoạt động để xây dựng một nền kinh tế và tài chính vững vàng và thịnh vượng. Để phát huy vai trò truyền thống của đội ngũ doanh nhân Việt Nam, động viên các tầng lớp xã hội trong việc góp phần xây dựng và phát triển doanh nghiệp, đội ngũ doanh nhân ngày càng lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Theo đề nghị của Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam và các hiệp hội doanh nghiệp, nguyên Thủ tướng Nguyễn Văn Khải và Phan Văn Khải đã ký quyết định số 990 QĐ-TTG ngày 20 tháng 9 năm 2004 cho phép lấy ngày 13 tháng 10 hàng năm làm ngày doanh nhân Việt Nam. Hôm nay được sự đồng ý của Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố, Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức trọng thể kỷ niệm 16 năm ngày doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10 2004, 13 tháng 10 2020 bằng hành động cụ thể là tổ chức lễ tôn vinh 100 doanh nhân, 100 doanh nghiệp tiêu biểu đã có thành tích cống hiến, đóng góp đặc biệt xuất sắc cho xây dựng và phát triển kinh tế của Thành phố Hồ Chí Minh và cả nước trong 2 năm qua, và đặc biệt là đồng hành cùng thành phố và cả nước thực hiện nhiệm vụ kép là vừa phòng chống dịch Covid thành công, vừa tiếp tục sản xuất kinh doanh để ổn định phát triển kinh tế thành phố và đất nước. Đây là một chuỗi các hoạt động rất thiết thực và có ý nghĩa để chào mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam, khẳng định phẩm chất, trách nhiệm, truyền thống tốt đẹp của doanh nhân Việt Nam nói chung và doanh nhân Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng. Luôn năng động, sáng tạo, đổi mới, thích ứng, vượt lên mọi hoàn cảnh khó khăn để đứng vững và phát triển. Thay mặt cho Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, tôi xin nhiệt liệt chào mừng các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, các cơ quan ban ngành, đoàn thể của Trung ương và thành phố tham dự lễ kỷ niệm 16 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam và tôn vinh 100 doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu hôm nay. Tôi cũng xin nhiệt liệt chúc mừng các doanh nhân, doanh nghiệp đã đạt được nhiều thành tích nổi bật trong hoạt động sản xuất kinh doanh,
được Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh công nhận là doanh nhân, là doanh nghiệp tiêu biểu được tôn vinh ngày hôm nay. Kính thưa các quý vị lãnh đạo, quý vị đại biểu, quý doanh nhân, năm 2020 thực sự là một năm đặc biệt khó khăn đối với giới doanh nhân cả nước nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng. Chiến tranh thương mại toàn cầu giữa các cường quốc đã làm thay đổi tái cơ cấu đầu tư, thị trường, đối tác và nguồn cung ứng của hầu hết các doanh nghiệp trên toàn cầu, trong đó có tác động mạnh đến môi trường kinh doanh của doanh nghiệp Việt. Bên cạnh đó, đại dịch COVID-19 đã đang tạo ra thách thức lớn, tác động mạnh đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Chưa bao giờ cộng đồng doanh nghiệp phải hoạt động trong một điều kiện khắc nghiệt. Họ phải hy sinh lợi ích kinh tế để vừa tập trung phòng chống dịch, nhưng lại vẫn phải bảo đảm tồn tại, giữ vững ổn định, tìm giải pháp để tiếp tục phát triển. Đại dịch khiến nhiều doanh nghiệp bị đứt gãy chuỗi cung ứng, nguồn nguyên liệu bị thiếu hụt, giao thương, kinh doanh quốc tế bị gián đoạn, thị trường bị thu hẹp, các nguồn lực ngày càng cạn kiệt, dẫn đến có những doanh nghiệp phải ngừng trệ sản xuất. Trong hoàn cảnh khó khăn đó, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân Thành phố Hồ Chí Minh đã phát huy truyền thống đoàn kết, trách nhiệm cộng đồng, bản chất năng động, sáng tạo, tích cực đổi mới, đưa ra các giải pháp tái cấu trúc lại hoạt động sản xuất, kinh doanh, tìm ra cơ hội để nhanh chóng chuyển đổi công nghệ, thị trường và sáng tạo tạo ra những sản phẩm mới. Điển hình như các mô hình kinh doanh chuyển đổi sang online, thương mại điện tử, số hóa doanh nghiệp, sáng tạo và ra bánh mì Thanh Long, sự sáng tạo này là những cái sáng tạo rất đáng được ghi nhận. Chính nhờ tinh thần đổi mới đó mà ngay trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19 vẫn có rất nhiều doanh nghiệp đã đạt được mức tăng trưởng cao, đóng góp tốt vào nguồn thu của ngân sách của thành phố và cả nước, đảm bảo công ăn việc làm, thu nhập cho người lao động số đông của Thành phố Hồ Chí Minh, cũng như tham gia đóng góp một phần kinh phí, vật chất, sức người, sức của cho các chương trình phòng chống dịch của thành phố và chính phủ, góp phần quan trọng bảo đảm an sinh xã hội, an ninh chính trị, xã hội trên địa bàn. Bên cạnh tinh thần sáng tạo, doanh nhân thành phố cũng thể hiện tinh thần đoàn kết cao độ. Các doanh nghiệp cùng bắt tay nhau hình thành nhiều chuỗi liên kết sản xuất, kinh doanh mới. Trong cùng ngành, doanh nghiệp sẵn sàng chia sẻ nguyên liệu cho nhau. Doanh nghiệp khác ngành cũng trao đổi sản phẩm cho nhau, giảm tiền thuê mặt bằng cũng như là các yếu tố dịch vụ liên quan đầu vào. Tinh thần này vừa là nhu cầu thực tế, vừa là đặc trưng đáng quý, là điểm sáng nổi bật của giới doanh nghiệp, doanh nhân Thành phố Hồ Chí Minh trong bức tranh khó khăn của đại dịch. Để ghi nhận và tôn vinh những giá trị cao quý của doanh nhân, doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, được sự chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân Thành phố, Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố đã tổ chức phát động cuộc bình chọn tôn vinh 100 doanh nhân, 100 doanh nghiệp tiêu biểu năm 2020. Cuộc bình chọn đã được triển khai rộng rãi trong nhiều tháng qua, thu hút 215 doanh nghiệp và 156 doanh nhân đăng ký tham gia. Ban tổ chức đã chọn và đề xuất Ủy ban Nhân dân Thành phố công nhận vinh danh 100 doanh nhân, 100 doanh nghiệp tiêu biểu, đại biểu đại diện cho hơn 438.000 doanh nghiệp đăng ký hoạt động trên địa bàn thành phố. Các doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu được vinh danh năm nay, họ là những doanh nghiệp, những doanh nhân giỏi, chấp hành tốt các chính sách, pháp luật nhà nước, cống hiến trách nhiệm xã hội, đặc biệt là luôn năng động, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kép trong thời gian qua là vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa sản xuất kinh doanh tốt. Họ thực sự là những ngôi sao sáng, có nhiều cống hiến, đóng góp cho sự phát triển kinh tế của thành phố và đất nước. Tính chỉ riêng 100 doanh nghiệp được tôn vinh tiêu biểu năm nay, họ đã đầu tư hơn 976.000 tỷ đồng vốn điều lệ để sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế, đóng góp doanh thu hơn 294.000 tỷ đồng hàng năm, lợi nhuận hơn 20.000 tỷ đồng một năm, nộp ngân sách hơn 12.000 tỷ đồng một năm và đảm bảo công ăn việc làm cho hơn 152.000 lao động, góp phần đóng góp hơn 1.000 tỷ
cho các quỹ và các chương trình an sinh xã hội của thành phố. Qua khảo sát cho thấy 100% các doanh nghiệp này đã có các tổ chức công đoàn hoạt động có hiệu quả, gắn kết quyền lợi của người lao động với hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 63 doanh nghiệp có tổ chức đảng với 30 cơ sở đảng bộ cơ sở và 33 chi bộ cơ sở, với hơn 5.393 đảng viên đang sinh hoạt tại các doanh nghiệp này. Tôi xin thay mặt cho Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh xin chúc mừng các doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu được vinh danh trong dịp kỷ niệm lần thứ 16 Ngày Doanh nhân Việt Nam năm 2020. Xin các quý vị cho một tràng vỗ tay. Kính thưa các quý lãnh đạo, quý doanh nhân, doanh nghiệp, trong thời gian tới, thách thức vẫn còn rất nhiều. Dịch Covid-19 vẫn đang diễn ra phức tạp, khó lường. Theo dự báo, đến cuối năm 2021 mới có vaccine phòng dịch. Kinh tế giới còn nhiều bất ổn, căng thẳng, và kinh tế chính trị giữa các quốc gia lớn trên thế giới vẫn còn dai dẳng. Trong khi đó, các nguồn lực của doanh nghiệp trong nước đang có dấu hiệu cạn kiệt. Cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đứng trước những khó khăn, thách thức phải vượt qua. Tuy nhiên, trong khó khăn ấy cũng xuất hiện những cơ hội mà mỗi doanh nghiệp trong điều kiện của mình cần lựa chọn, nắm bắt để tiếp tục phát triển. Theo chúng tôi, một số cơ hội có thể nêu như Việt Nam được thế giới đánh giá có uy tín cao trong công tác phòng chống dịch, được cộng đồng thế giới đánh giá là điểm đến an toàn nên được nhiều quốc gia chọn lựa đầu tư dài hạn và bền vững. Điều này thể hiện uy tín quốc gia về nỗ lực phòng chống dịch, môi trường kinh doanh cũng như khả năng thực thi các cam kết quốc tế. Thứ hai, với việc ký kết, hoàn thành thực thi 13 hiệp định FTA tự do đã khẳng định Việt Nam là quốc gia hội nhập kinh tế toàn cầu, kết nối mở rộng với tất cả các thị trường trên toàn thế giới. Có thể nói chưa bao giờ Việt Nam trở thành nơi hội tụ của các doanh nghiệp, doanh nhân toàn cầu tốt như ngày hôm nay. Khi các nhà đầu tư đến với Việt Nam nhờ các FTA sâu rộng, họ kết nối với tất cả các thị trường thế giới. Đây là lợi thế đặc biệt mà nhiều quốc gia chưa thể có. Làn sóng công nghệ mới, công nghệ số, công nghệ 4.0 đang là cơ hội lớn để doanh nghiệp tận dụng, ứng dụng và tái cấu trúc, đầu tư, điều chỉnh mô hình sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam, giúp cho doanh nghiệp thay đổi vị thế, thứ hạng và hiệu quả trên thương trường quốc tế. Đây là cơ hội lớn giúp cho các doanh nghiệp khởi nghiệp, sáng tạo, bứt tốc. Hơn bao giờ hết, nhận thức về vai trò của doanh nghiệp, của kinh tế tư nhân đối với sứ mạng phát triển đất nước được đặt lên vị trí quan trọng như ngày hôm nay. Sự đồng hành của toàn hệ thống chính trị xã hội đối với hoạt động phát triển kinh doanh của doanh nghiệp là một động lực, nguồn lực to lớn để doanh nghiệp Việt Nam chúng ta bứt phá, vươn lên, xứng danh, sánh vai với các doanh nghiệp, doanh nhân trên toàn cầu. Thời gian tới, Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục sứ mạng của mình đồng hành cùng doanh nghiệp, nắm bắt các khó khăn của doanh nghiệp đối mặt để kịp thời kiến nghị giải quyết, tháo gỡ. Hiệp hội cũng đặt mục tiêu tạo ra môi trường thuận lợi giúp các doanh nghiệp dễ dàng liên kết hợp tác với nhau, tiếp cận và ứng dụng công nghệ mới, nhất là công nghệ chuyển đổi số. Đồng thời, hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp kết nối những thị trường mới và phát triển nguồn nhân lực có hiệu quả. Nhân ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10 năm nay, với vai trò là Chủ tịch Cuba, tôi xin thay mặt cho các doanh nghiệp, doanh nhân Thành phố Hồ Chí Minh xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm và các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các cơ quan, ban ngành của Trung ương và thành phố, các đối tác, các tổ chức, các chuyên gia kinh tế, công nghệ đã tận tâm hợp tác, giúp đỡ và đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp thành phố, đóng góp to lớn vào kết quả công cuộc kinh doanh của các doanh nghiệp trong những năm qua. Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh xin trân trọng cảm ơn sự tham gia tích cực của các quý doanh nhân, doanh nghiệp với hoạt động của Hiệp hội trong suốt những năm qua. Xin gửi tới các đồng chí lãnh đạo, các đối tác và các cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp thành phố lời chúc tốt đẹp nhất. Mong rằng quý doanh nhân, doanh nghiệp chúng ta sớm vượt qua những khó khăn thách thức trước mắt, nhạy bén, tận dụng tốt các cơ hội để tăng trưởng và tiếp tục đóng góp lớn vào sự nghiệp phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh và đất nước. Xin trân trọng cảm ơn.
Xin được trân trọng cảm ơn ông Chu Tiến Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh. Kính thưa quý vị, trong suốt quá trình hoạt động, Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đã luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh. Từ đó cũng giúp cho quá trình triển khai thực hiện các hoạt động, các kế hoạch của Hiệp hội ngày càng hiệu quả và thiết thực. Kính thưa quý vị, kính mến, lễ tôn vinh năm nay vinh dự được đón tiếp các đồng chí lãnh đạo thành phố, một lần nữa thể hiện sự quan tâm của Thành ủy cũng như lãnh đạo chính quyền thành phố đến các hoạt động của Hiệp hội. Trân trọng được giới thiệu và kính mời ông Dương Anh Đức, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu chào mừng nhân kỷ niệm 16 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam và chúc mừng các doanh nhân, các doanh nghiệp tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020. Kính thưa đồng chí Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Kính thưa đồng chí Tô Thị Bích Châu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, kính thưa quý vị đại biểu, đại diện cho cơ quan ban ngành, hiệp hội doanh nghiệp, các tổ chức hội doanh nghiệp thành viên cùng toàn thể quý vị có mặt ngày hôm nay. Ngày 20 tháng 9 năm 2004, thể theo nguyện vọng của cộng đồng doanh nghiệp, Chính phủ đã quyết định chọn ngày 13 tháng 10 hàng năm làm ngày doanh nhân Việt Nam. Kính thưa quý vị đại biểu, trong hoàn cảnh đất nước ta vừa trải qua hai lần giãn cách xã hội để ngăn ngừa lây lan virus COVID-19, thành phố chúng ta đã tập trung nhiều giải pháp phòng chống dịch. Nhiều doanh nghiệp, doanh nhân đã nỗ lực đồng hành cùng thành phố vượt mọi khó khăn để duy trì khôi phục lại hoạt động và chung tay đóng góp cho nền kinh tế trở lại môi trường bình thường mới. Hôm nay có 100 doanh nghiệp và 100 doanh nhân tiêu biểu được vinh danh nhân dịp kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10 tại hội nghị ngày hôm nay. Ủy ban Nhân dân thành phố đánh giá cao việc Hiệp hội luôn đồng hành cùng doanh nghiệp. Vai trò của Hiệp hội ngày càng tăng thêm uy tín và có sức hút phát triển hội viên. Đến nay, Hiệp hội đã có 72 hội, câu lạc bộ doanh nghiệp thành viên với 14.621 doanh nghiệp hội viên. Hiệp hội xứng đáng là đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp thành phố, là chỗ dựa đáng tin cậy của thành phố trong công tác hỗ trợ phát triển doanh nghiệp. Năm 2019, đất nước chúng ta đã có những con số tăng trưởng mạnh mẽ. Cụ thể, GDP đã tăng 7,02% so với mục tiêu từ 6,6% cho đến 6,8%, thuộc nhóm tăng trưởng hàng đầu châu lục. Xuất nhập khẩu lần đầu tiên vượt mốc 500 tỷ đô la, đạt 517 tỷ đô la, xuất siêu gần 10 tỷ đô la. Hoạt động du lịch đạt kỳ tích thu hút trên 18 triệu lượt khách quốc tế, tăng 16,2% so với năm trước. Thu hút ngân sách đến ngày 15 tháng 12 năm 2019 đã đạt 1 triệu 414.000 tỷ đồng, bằng 102% dự toán. Thành lập mới 138.100 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký là 1.730.000 tỷ đồng, tăng 5,2% về số doanh nghiệp và 17,1% về vốn đăng ký. Trong thành công chung đó của đất nước, Thành phố Hồ Chí Minh đóng góp rất tích cực vào nền kinh tế cả nước qua những con số ấn tượng. GDP đạt 1.347.367 tỷ đồng, tăng trưởng 8,32% so với năm 2018. Thu ngân sách đạt 412.000 tỷ đồng, vượt kế hoạch 3,3%. Năng suất lao động đạt gần 300 triệu đồng một người, tăng 6,82%. Thành lập mới trên 44.000 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký là hơn 643.000 tỷ đồng, tăng 2% về số lượng doanh nghiệp và 10,35% về vốn đăng ký. Thu hút khoảng 8,5 triệu lượt khách du lịch quốc tế. Thành phố có được thành tích ấy nhờ chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước, sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của chính quyền thành phố thực hiện chính sách cải thiện môi trường kinh doanh và có những giải pháp tích cực đang phát huy tác dụng giúp cho doanh nghiệp vượt qua khó khăn thử thách để phát triển và sự nỗ lực của bản thân các doanh nghiệp. Kính thưa quý vị đại biểu, theo số liệu
tại hội nghị báo cáo tình hình kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm 2020 vừa diễn ra cách đây không lâu. Tính chung các lĩnh vực tổng vốn đăng ký và bổ sung của các doanh nghiệp là hơn 1 triệu tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ. Trong đó, thành phố có 29.598 doanh nghiệp được cấp phép thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 671.997 tỷ đồng, giảm 9,08% số lượng doanh nghiệp nhưng tăng 32,49% về vốn đăng ký so với cùng kỳ. Có 53.459 doanh nghiệp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, trong đó vốn điều chỉnh thay đổi là 334.088 tỷ đồng, tăng 43,61% so với cùng kỳ. Có 4.084 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể tại Sở Kế hoạch Đầu tư, tăng 13,48% so với cùng kỳ. Có 11.299 doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động, tăng 41,72% so với cùng kỳ. Số doanh nghiệp giải thể và tạm ngưng hoạt động 9 tháng tăng cao so với cùng kỳ là do chịu ảnh hưởng khó khăn của dịch COVID-19. Số doanh nghiệp ngưng nghỉ trong 9 tháng đầu năm theo thống kê của cơ quan thuế là 25.626 doanh nghiệp. Số lượng doanh nghiệp trở lại hoạt động là 6.377 doanh nghiệp. Như vậy, tổng số doanh nghiệp lũy kế còn trên hệ thống là 436.948 doanh nghiệp với số vốn đăng ký là 6.806.485 tỷ đồng. Trong đó có 63 doanh nghiệp có vốn đăng ký kinh doanh trên 1.000 tỷ. Có 560 doanh nghiệp có vốn đăng ký kinh doanh trên 100 tỷ đồng. Kính thưa quý vị, như chúng ta vừa nghe trong bài phát biểu của đồng chí Chu Tiến Dũng, thì những con số ấn tượng về 100 doanh nghiệp và 100 doanh nhân tiêu biểu ngày hôm nay có mặt ở đây trong dịp vinh danh này, chúng ta có thể thấy, tôi xin nhắc lại một số con số mà gây ấn tượng cho tôi. Trong 2 năm 2018-2019, 100 doanh nghiệp này đã tạo ra doanh thu trên 580.000 tỷ đồng, lợi nhuận mang lại 38.000 tỷ đồng, đóng góp hơn 25.000 tỷ đồng cho ngân sách thành phố, đóng góp cho an sinh xã hội hơn 800 tỷ đồng, giải quyết việc làm ổn định cho hơn 150.000 lao động. Điều này thể hiện rõ sự đồng hành cùng thành phố trong đổi mới và phát triển của các doanh nghiệp. Thành phố tiếp tục đặt kỳ vọng vào hiệp hội với bước phát triển mới mang trọng trách cao hơn và nhiệm vụ sẽ nặng nề, khó khăn, thử thách sẽ nhiều hơn. Đó là phải tiếp tục thu thập các kiến thức từ thực tiễn của doanh nghiệp để góp phần hoàn thiện chính sách pháp luật. Hiệp hội tiếp tục nghiên cứu, tăng cường chất lượng phản biện, hiến kế, đề xuất nhiều giải pháp và dẫn dắt doanh nghiệp vượt qua khó khăn thiệt hại do dịch bệnh COVID-19 gây ra. Hiệp hội tổ chức thực hiện chương trình chuyển đổi số cho doanh nghiệp gắn với chương trình chuyển đổi số của thành phố một cách hiệu quả. Định hướng trọng tâm vào các hoạt động hỗ trợ kết nối doanh nghiệp thực hiện đổi mới công nghệ, ứng dụng công nghệ phát triển thương mại điện tử, xây dựng bộ dữ liệu lớn để phù hợp với tình hình dịch bệnh còn lây lan toàn cầu và có nhiều diễn biến phức tạp. Tổ chức nhiều sự kiện và hoạt động mang lại lợi ích cho doanh nghiệp, cho nhà nước và cho cộng đồng xã hội. Hiệp hội tiếp tục xây dựng sự đoàn kết, thống nhất, giúp đỡ lẫn nhau, cùng có lợi. Khối doanh nghiệp thành phố trở thành một cộng đồng gắn kết chặt chẽ, tương hỗ và phát triển bền vững. Hiệp hội không ngừng phát triển hội viên trở thành một cộng đồng lớn mạnh tương xứng với vị trí của thành phố Hồ Chí Minh, luôn đi đầu về các chỉ tiêu đóng góp kinh tế và lực lượng doanh nghiệp lớn nhất cả nước. Nhân ngày doanh nhân Việt Nam, tôi xin kính chúc toàn thể quý vị đại biểu tham dự hội nghị thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc. Xin chúc các doanh nghiệp, doanh nhân tràn đầy năng lượng, tiếp tục gặt hái nhiều thành công mới. Chúc cho hiệp hội ngày càng phát triển. Chúc hội nghị chúng ta thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Xin được trân trọng cảm ơn ông Dương Anh Đức, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Kính thưa quý vị, chúc mừng cho cộng đồng doanh nhân nhân ngày doanh nhân Việt Nam ngày 13 tháng 10 và chúc mừng cho Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh nhân lễ kỷ niệm ngày doanh nhân Việt Nam lần thứ 16 và tôn vinh các doanh nghiệp doanh nhân tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020. Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã gửi đến lặng hoa chúc mừng
trân trọng được kính mời ông Chu Tiến Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh cùng Ban Thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố lên đón nhận lẵng hoa chúc mừng từ lãnh đạo thành phố. Xin được trân trọng kính mời ông Dương Anh Đức, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Và trân trọng kính mời bà Phan Thị Thắng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố trao tặng lãng hoa chúc mừng Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh và cộng đồng doanh nhân Doanh nghiệp Thành phố nhân dịp kỷ niệm 16 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10 năm 2020. Cho ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10. Sẽ chia cùng nhau vượt qua đại dịch Covid-19. Tiết mục do các nghệ sĩ đến từ Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh và Vũ đoàn Sắc Màu biểu diễn. Dù rằng đi đâu
Năm 2020 là một năm đầy những biến cố và khó khăn cho nền kinh tế thế giới và cũng như là nền kinh tế của Việt Nam. Tuy nhiên, những khó khăn này cũng giống như là một phép thử để chúng ta thấy được sự mạnh mẽ, đoàn kết để cùng vượt qua những khó khăn của cộng đồng các doanh nghiệp Việt Nam, để từ đó chúng ta có thể duy trì ổn định và duy trì được mức tăng trưởng. Đạt được những thành công đó phải kể đến sự nỗ lực, đổi mới, sáng tạo của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Ghi nhận những nỗ lực đóng góp của các doanh nghiệp, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành quyết định công nhận 100 doanh nghiệp và 100 doanh nhân tiêu biểu năm 2020. Đây là những doanh nghiệp, doanh nhân có nhiều thành tích nổi bật trong sản xuất kinh doanh từ năm 2018 đến nay, đã được Hội đồng bình chọn của Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố đề xuất. Trân trọng được giới thiệu và kính mời bà Ngô Thị Hoàng Cát, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh, trưởng ban Ban thi đua khen thưởng thành phố công bố quyết định trao thưởng cho các doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020. Trân trọng kính mời. Đồng chí lãnh đạo, thưa toàn thể quý đại biểu, được sự phân công của Hội đồng thi đua khen thưởng thành phố, tôi xin công bố quyết định công nhận danh hiệu doanh nghiệp, doanh nhân Thành phố Hồ Chí Minh tiêu biểu năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Tôi xin công bố quyết định Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập, tự do, hạnh phúc, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh số 3662, Thành phố Hồ Chí Minh ngày 6 tháng 10 năm 2020, quyết định về việc công nhận danh hiệu doanh nghiệp, doanh nhân Thành phố Hồ Chí Minh tiêu biểu năm 2020. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh căn cứ luật tổ chức chính quyền địa phương, căn cứ luật thi đua khen thưởng, theo đề nghị của Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố và của trưởng ban Ban thi đua khen thưởng quyết định. Điều 1. Công nhận danh hiệu doanh nghiệp, doanh nhân Thành phố Hồ Chí Minh tiêu biểu năm 2020 cho 100 doanh nghiệp và 100 doanh nhân theo danh sách đính kèm đã có thành tích xuất sắc trong sản xuất kinh doanh, góp phần tích cực trong phong trào thi đua của thành phố. Điều 2, các tập thể và các cá nhân được công nhận danh hiệu doanh nghiệp, doanh nhân Thành phố Hồ Chí Minh tiêu biểu, Ủy ban Nhân dân thành phố cấp một giấy chứng nhận công nhận danh hiệu doanh nghiệp, doanh nhân Thành phố Hồ Chí Minh tiêu biểu năm 2020.
Điều 3, Chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố, Trưởng ban Ban thi đua khen thưởng thành phố, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố, các tập thể và các cá nhân tại có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này, ký thay Chủ tịch, Phó Chủ tịch thường trực Lê Thanh Liêm. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chúc mừng. Phần công bố quyết định của tôi đến đây là kết thúc. Xin nhường quyền lại phần điều hành cho ban tổ chức để tiếp tục phần điều hành công nhận doanh nghiệp tiêu biểu năm 2020. Kính chúc các đồng chí lãnh đạo luôn mạnh khỏe. Kính chúc các doanh nghiệp, doanh nhân luôn thành đạt và mạnh khỏe trong cuộc sống. Trân trọng kính chào. Trân trọng được cảm ơn bà Ngô Thị Hoàng Cát, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Ban thi đua khen thưởng thành phố đã công bố quyết định của lãnh đạo thành phố về việc khen thưởng cho các doanh nghiệp, các doanh nhân tiêu biểu thành phố Hồ Chí Minh năm 2020. Kính thưa quý vị, và giờ đây sẽ là nghi thức để cùng tôn vinh, chúc mừng doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh tiêu biểu năm 2020. Ngay sau đây, cho phép chúng tôi được trân trọng kính mời bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Xin được trân trọng kính mời ông Dương Anh Đức, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh lên sân khấu trao giấy chứng nhận và biểu trưng cho các doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh tiêu biểu năm 2020. Nồng nhiệt chúc mừng và trân trọng kính mời đại diện các doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh tiêu biểu năm 2020 tiến vào vị trí danh dự. Đầu tiên xin được chúc mừng và mời đại diện công ty cổ phần tập đoàn Hưng Thịnh. Chúc mừng và trân trọng kính mời đại diện Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB. Nồng nhiệt chúc mừng và mời tiến lên vị trí danh dự công ty cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận PNC. Chúc mừng và mời lên sân khấu đại diện Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín Sacombank. Đồng nhiệt chúc mừng và mời tiến lên vị trí danh dự công ty cổ phần đầu tư Thành Thành Công. Chúc mừng và mời lên sân khấu đại diện công ty cổ phần tập đoàn Kido. Chúc mừng và mời lên vị trí danh dự chi nhánh tập đoàn dầu khí Việt Nam, công ty điều hành dầu khí Biển Đông. Được chúc mừng và mời lên vị trí danh dự Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn, trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Chúc mừng và mời tiến lên vị trí danh dự Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình.
xin được chúc mừng mà và mời lên vị trí danh dự đại diện công ty cổ phần Hưng Thịnh Land. Và mời tiến lên vị trí danh dự đại diện công ty cổ phần Địa ốc Phú Long. Chúc mừng và mời lên vị trí danh dự, xin được kính mời đại diện công ty cổ phần Nhựa Bình Minh. Và mời tiến lên vị trí danh dự đại diện công ty cổ phần sản xuất nhựa Duy Tân. Chúc mừng và kính mời lên vị trí danh dự công ty cổ phần dịch vụ tổng hợp Sài Gòn Savico. Mời lên vị trí danh dự tổng công ty may Việt Tiên. Chúc mừng và kính mời lên vị trí danh dự công ty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức. Mời tiến lên vị trí danh dự đại diện công ty cổ phần dây cáp điện Việt Nam KDV. Chúc mừng và kính mời lên vị trí danh dự công ty cổ phần tập đoàn Thiên Long. Và mời tiến lên vị trí danh dự đại diện công ty cổ phần dệt may đầu tư thương mại Thành Công. Chúc mừng và kính mời lên vị trí danh dự đại diện công ty cổ phần tập đoàn Capella. Và mời tiến lên vị trí danh dự công ty cổ phần Transmed. Chúc mừng và mời lên vị trí danh dự, kính mời đại diện công ty cổ phần May Sài Gòn 3. Và mời tiến lên vị trí danh dự công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Phúc Khang. Chúc mừng và kính mời lên vị trí danh dự đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng công trình Hùng Vương. Và mời tiến lên vị trí danh dự công ty cổ phần tập đoàn đầu tư Tiến Lộc. Chúc mừng và kính mời lên vị trí danh dự đại diện công ty cổ phần bóng đèn Điện Quang.
chúc mừng và mời tiến lên vị trí danh dự Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Xúc sản Vinsan. Chúc mừng và kính mời lên vị trí danh dự đại diện Công ty Cổ phần BBK. Chúc mừng và mời tiến lên vị trí danh dự Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng Thương mại Đại Dũng. Chúc mừng và mời lên vị trí danh dự, xin được kính mời đại diện Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam, Viettravel. Chúc mừng và mời tiến lên vị trí danh dự Công ty Cổ phần Bất động sản Sơn Kim. Chúc mừng và kính mời lên vị trí danh dự, xin được kính mời đại diện Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Nam Thái Sơn. Xin được đồng nhiệt chúc mừng các doanh nghiệp và trân trọng được kính mời bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cùng ông Dương Anh Đức, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, chụp ảnh lưu niệm cùng các doanh nghiệp được tôn vinh Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh tiêu biểu năm 2020. Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh tiêu biểu năm 2020. Và tiếp theo sẽ là đợt 2 nghi thức tôn vinh Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh tiêu biểu năm 2020. Cho phép chúng tôi được trân trọng kính mời lên sân khấu bà Tô Thị Bích Châu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh. Xin được trân trọng kính mời ông Chu Tiến Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh sẽ cùng bước lên sân khấu để trao giấy chứng nhận và biểu trưng cho các doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh tiêu biểu năm 2020. Xin được đồng nhiệt chúc mừng và mời đại diện các doanh nghiệp sẽ cùng tiến lên vị trí danh dự. Xin được mời đại diện Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tổng Công ty 28. Xin được chúc mừng và mời lên vị trí danh dự đại diện Công ty Cổ phần Pin Ắc Quy miền Nam. Đồng nhiên chúc mừng và mời lên vị trí danh dự Công ty Cổ phần Cấp điện Thịnh Phát. Xin được chúc mừng và mời lên vị trí danh dự đại diện Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đệm Vạn Thành. Và mời tiến lên vị trí danh dự Công ty Cổ phần Thực phẩm Charlie Mac. Chúc mừng và kính mời lên vị trí danh dự đại diện Công ty Cổ phần Ba Huân.
mừng và mời tiến lên vị trí danh dự Công ty Cổ phần Dệt may Sài Gòn, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành. Chúc mừng và mời lên vị trí danh dự đại diện Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Dịch vụ Việt Hương. Chúc mừng và mời lên vị trí danh dự đại diện Công ty Cổ phần Tico. Và kính mời lên vị trí danh dự đại diện Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên Du lịch Lữ hành Sài Gòn Tourist. Chúc mừng và mời tiến lên vị trí danh dự Công ty Cổ phần Sài Gòn Food. Và kính mời lên vị trí danh dự đại diện Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành. Chúc mừng và mời tiến lên vị trí danh dự Công ty Cổ phần Thực phẩm Bình Tây. Và mời lên vị trí danh dự đại diện Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn. Chúc mừng và mời lên vị trí danh dự Tổng Công ty Xây dựng Thủy Lợi 4 Công ty Cổ phần. Và kính mời lên vị trí danh dự đại diện Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên Bánh kẹo Á Châu ABC. Chúc mừng và mời tiến lên vị trí danh dự Công ty Trách nhiệm Hữu hạn May Thêu Giày An Phước. Và mời lên vị trí danh dự đại diện Công ty Cổ phần Seacoins. Chúc mừng và mời tiến lên vị trí danh dự Công ty Cổ phần Dược phẩm An Thiên. Và kính mời lên vị trí danh dự đại diện Công ty Cổ phần Thương mại Cơ khí Tân Thành. Chúc mừng và mời tiến lên vị trí danh dự Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành. Chúc mừng và mời lên vị trí danh dự đại diện khách sạn Bến Thành. Chúc mừng và mời tiến lên vị trí danh dự Công ty Trách nhiệm Hữu hạn My Hồng. Chúc mừng và kính mời lên vị trí danh dự đại diện Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Sản xuất và Thương mại Tân Quang Minh, Bicrico.
mừng và mời tiến lên vị trí danh dự công ty trách nhiệm hữu hạn cơ khí Duy Khanh. Chúc mừng và mời lên vị trí danh dự đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn Sang Hà. Chúc mừng và mời tiến lên vị trí danh dự công ty cổ phần phát hành sách Thành phố Hồ Chí Minh Vahasa. Chúc mừng và kính mời lên vị trí danh dự đại diện công ty Bảo Việt Thành phố Hồ Chí Minh. Chúc mừng và mời tiến lên vị trí danh dự công ty cổ phần du lịch Hòa Bình Việt Nam. Chúc mừng và kính mời lên vị trí danh dự đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn Bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh. Chúc mừng và mời tiến lên vị trí danh dự công ty cổ phần dịch vụ du lịch Bến Thành. Chúc mừng và kính mời lên vị trí danh dự đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn cơ khí xây dựng và thương mại Tiên Tiến. Chúc mừng và mời tiến lên vị trí danh dự công ty cổ phần Sơn Bạch Tuyết. Mừng và kính mời lên vị trí danh dự đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn Ruby. Nồng nhiệt chúc mừng các doanh nghiệp vừa được tôn vinh. Xin trọng kính mời bà Tô Thị Bích Châu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, cùng ông Chu Tiến Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố, chấp bạch lưu niệm cùng các doanh nghiệp. Xin trọng cảm ơn bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, ông Chu Tiến Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, và đồng nhiệt chúc mừng các doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh tiêu biểu năm 2020. Sẽ là đợt 3 nghi thức tôn vinh doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh tiêu biểu năm 2020. Cho phép chúng tôi được trân trọng kính mời lên sân khấu bà Phan Thị Thắng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Xin được trân trọng kính mời ông Nguyễn Phước Hưng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh lên sân khấu để trao giấy chứng nhận biểu trưng cho các doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh tiêu biểu năm 2020. Chúc mừng và mời tiến lên vị trí danh dự công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất dịch vụ thương mại Tiến Thịnh. Chúc mừng và kính mời bước lên vị trí danh dự đại diện công ty cổ phần thang máy Thiên Nam.
và mời tiến lên vị trí danh dự Công ty Cổ phần Sản xuất Công nghiệp và Thương mại Bích Việt. Chúc mừng và kính mời tiến lên vị trí danh dự đại diện Công ty Cổ phần Bệnh viện Phụ sản Quốc tế Sài Gòn. Chúc mừng và mời tiến lên vị trí danh dự Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Sản xuất Thương mại Xây dựng Điện Bích Thành. Chúc mừng và kính mời tiến đến vị trí danh dự đại diện Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Sản xuất Thương mại Dây và Cáp điện Tài Trường Thành. Mừng và mời tiến lên vị trí danh dự Công ty Cổ phần Địa ốc Thắng Lợi. Chúc mừng và kính mời bước lên vị trí danh dự đại diện Công ty Liên doanh Bột Quốc tế. Mừng và mời tiến lên vị trí danh dự Công ty Cổ phần Tư vấn và Vật tư Thiết bị Đo đạc Nam Sông Tiền. Chúc mừng và kính mời tiến lên vị trí danh dự đại diện Công ty Cổ phần Văn hóa Văn Lang. Và mời tiến lên vị trí danh dự Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thiết bị Điện Công nghiệp Cát Vạn Lợi. Chúc mừng và kính mời bước lên vị trí danh dự. Xin được mời đại diện Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Sản xuất Thương mại Mê Pifa. Mừng và mời tiến lên vị trí danh dự Công ty Cổ phần Văn hóa Nhân Văn. Chúc mừng và kính mời tiến lên vị trí danh dự đại diện Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Nước uống Tinh khiết Sài Gòn Sapuwa. Chúc mừng và mời tiến lên vị trí danh dự Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Hoàng Liên Biotech. Chúc mừng và kính mời tiến lên vị trí danh dự đại diện Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp 10. Mời tiến lên vị trí danh dự Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Sản xuất Thương mại Quý Phúc. Chúc mừng và kính mời tiến lên vị trí danh dự đại diện Công ty Cổ phần DTV. Và mời tiến lên vị trí danh dự Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Kỹ thuật Tự động Y-Tech.
mừng và kính mời lên vị trí danh dự đại diện công ty cổ phần cơ khí xây dựng Tháp Kim. Chúc mừng và mời tiến lên vị trí danh dự công ty cổ phần quảng cáo và xúc tiến thương mại Đông Nam. Chúc mừng và kính mời tiến lên vị trí danh dự đại diện công ty cổ phần thông tin và thẩm định giá miền Nam. Chúc mừng và mời tiến lên vị trí danh dự công ty cổ phần bao bì và Vapaco. Chúc mừng và kính mời lên sân khấu công ty trách nhiệm hữu hạn Quạt Huỳnh Thảo. Chúc mừng và kính mời tiến lên vị trí danh dự đại diện công ty cổ phần tập đoàn Xuân Nguyên. Và kính mời lên sân khấu công ty trách nhiệm hữu hạn khoa học công nghệ Liên Hiệp Pháp. Chúc mừng và kính mời tiến lên vị trí danh dự đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại dịch vụ Sơn Hoàng Gia. Và kính mời tiến lên vị trí danh dự đại diện công ty cổ phần Vi Phong chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh. Chúc mừng và kính mời tiến lên vị trí danh dự đại diện công ty cổ phần môi trường Việt Úc Vina Usen. Và kính mời tiến lên vị trí danh dự đại diện công ty cổ phần nhà Phương Nam Việt Nam. Xin được trân trọng kính mời bà Phan Thị Thắng, thành ủy viên, phó chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cùng ông Nguyễn Phước Hưng, phó chủ tịch tổng thư ký hiệp hội doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh sẽ cùng đứng vào để chụp ảnh lưu niệm cùng với các doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh tiêu biểu năm 2020. Và chúng tôi tin rằng quý vị cũng sẽ dành những tràng pháo tay để nồng nhiệt chúc mừng. Xin được trân trọng cảm ơn bà Phan Thị Thắng, xin được trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Phước Hưng. Một lần nữa xin được chúc mừng các doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh tiêu biểu năm 2020. Kính thưa quý vị, góp phần vào sự thành công trong công tác tổ chức chương trình ngày hôm nay, ngoài sự nỗ lực hết mình của Ban Thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh, các thành viên của Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố phải kể đến sự đóng góp của các nhà tài trợ ủng hộ kinh phí để cùng thực hiện chương trình. Thể hiện tình cảm tri ân gửi đến các nhà tài trợ đã đồng hành với chương trình lễ tôn vinh ngày hôm nay, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và kính mời quý doanh nghiệp sau đây cùng tiến lên sân khấu để nhận hoa tri ân từ ban tổ chức. Đầu tiên xin được trân trọng gửi lời cảm ơn tri ân nhà tài trợ Kim Cương, công ty cổ phần tập đoàn Hưng Thịnh. Giới thiệu và tri ân đơn vị nhà tài trợ vàng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB và công ty cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận PNC.
Thư tri ân nhà tài trợ bạc, công ty cổ phần Hưng Thịnh Land, công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu Liên Thái Bình Dương, công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Phúc Khang, công ty trách nhiệm hữu hạn xử lý chất thải Việt Nam. Trân trọng tri ân và kính mời đơn vị tài trợ đồng, công ty cổ phần tập đoàn Capella, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên bánh kẹo Á Châu ABC, công ty cổ phần nhựa Bình Minh, công ty trách nhiệm hữu hạn quạt Huỳnh Thảo, công ty cổ phần dược phẩm An Thiên, chi nhánh tập đoàn dầu khí Việt Nam, công ty điều hành dầu khí Biển Đông, công ty cổ phần bất động sản Sơn Kim, công ty cổ phần đầu tư Nam Long, công ty cổ phần thực phẩm Bình Tây, ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín Sacombank, công ty cổ phần địa ốc Phú Long, công ty cổ phần sản xuất nhựa Duy Tân. Trân trọng được cảm ơn và xin gửi lời tri ân đến các đơn vị đồng tài trợ. Trân trọng kính mời quân tiến lên vị trí danh dự. Công ty cổ phần đầu tư Thành Thành Công, công ty cổ phần du lịch và tiếp thị giao thông vận tải Việt Nam Viettravel, công ty cổ phần dây cáp điện Việt Nam KDV, công ty trách nhiệm hữu hạn My Hồng, công ty cổ phần cao su Bến Thành, công ty cổ phần văn hóa Văn Lan, công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Tân Quang Minh Bigrico, công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Linh Biotech, công ty cổ phần thương mại dịch vụ tổng hợp 10, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ nhà hàng Làng Nướng Nam Bộ, công ty trách nhiệm hữu hạn Sang Hà, công ty cổ phần thương mại Hóc Môn, công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ bảo vệ Đại Trường Hải, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Việt Hương, công ty cổ phần cơ khí xây dựng thương mại Đại Dũng, công ty cổ phần dệt may Sài Gòn, trường Đại học Nguyễn Tất Thành, công ty cổ phần BBK, công ty cổ phần xuất nhập khẩu Nam Thái Sơn, công ty cổ phần quảng cáo và xúc tiến thương mại Đông Nam, công ty cổ phần văn hóa Nhân Văn, công ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Xúc sản Vissan, công ty liên doanh bột quốc tế, công ty cổ phần pin ắc quy miền Nam, công ty cổ phần địa ốc Thắng Lợi, công ty cổ phần sơn Bạch Tuyết, công ty cổ phần Ánh Dương Việt Nam Vinason Corporation. Được kính mời ông Chu Tiến Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh. Kính mời ông Nguyễn Phước Hưng, Phó Chủ tịch Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố. Ông Nguyễn Băng Tâm, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố. Trân trọng kính mời bà Võ Thị Thúy, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố. Ông Nguyễn Xuân Hàng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố. Cùng ông Nguyễn Ngọc Hòa, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh trao tặng hoa tri ân sự đóng góp ủng hộ của các đơn vị tài trợ. Thank you.
Và chúng ta cùng hãy dành một tràng pháo tay thật đồng nhiệt để cùng cảm ơn sự đóng góp và chung sức chung lòng của các đơn vị tài trợ để giúp cho lễ tôn vinh doanh nghiệp doanh nhân thành phố Hồ Chí Minh tiêu biểu năm 2020 thành công rực rỡ. Xin trân trọng cảm ơn, xin gửi lời tri ân đến sự đóng góp của các doanh nghiệp cùng các doanh nhân. Toàn thể quý vị kính mến, và ngay sau đây chúng tôi xin được trân trọng kính mời tất cả quý vị, chúng ta sẽ cùng thưởng thức ca khúc Bản Lĩnh Doanh Nhân do các ca sĩ Nhạc Viện Thành phố Hồ Chí Minh cùng Vũ Đoàn Sắc Màu biểu diễn.
bên cạnh được ghi nhận đóng góp của các doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh tiêu biểu năm 2020, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố cũng luôn đánh giá cao những nỗ lực to lớn của những doanh nhân tiêu biểu, những thuyền trưởng đã lèo lái con thuyền doanh nghiệp đi đúng hướng và phát triển một cách bền vững. Ngay sau đây là nghi thức tôn vinh doanh nhân Thành phố Hồ Chí Minh tiêu biểu năm 2020. Đợt đầu tiên chúng tôi trân trọng được kính mời ông Võ Tân Thành, Phó Chủ tịch VCCI Việt Nam, Giám đốc VCCI chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, và trân trọng kính mời ông Nguyễn Xuân Hàng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh tiến đến vị trí danh dự để trao giấy chứng nhận biểu trưng cho các doanh nhân Thành phố Hồ Chí Minh tiêu biểu năm 2020. Trân trọng kính mời. Chúc mừng và kính mời doanh nhân Nguyễn Đình Trung, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Hưng Thịnh. Chúc mừng và mời lên vị trí danh dự ông Đinh Văn Thành, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB. Xin được chúc mừng và kính mời tiến lên vị trí danh dự doanh nhân Huỳnh Bích Ngọc, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Thành Công. Chúc mừng và kính mời tiến lên vị trí danh dự doanh nhân Lê Trí Thông, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận PNC. Xin được chúc mừng và kính mời tiến lên vị trí danh dự doanh nhân Ngô Hữu Hải, Tổng Giám đốc chi nhánh Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Công ty Điều hành Dầu khí Biển Đông. Mừng và mời tiến lên vị trí danh dự doanh nhân Nguyễn Phi Long, Phó Tổng Giám đốc Phát triển Dự án Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xuất nhập khẩu Liên Thái Bình Dương. Xin được chúc mừng và kính mời tiến lên vị trí danh dự doanh nhân Lê Viết Hải, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình. Mừng và mời tiến lên vị trí danh dự doanh nhân Phùng Chu Cường, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Địa ốc Phú Long. Chúc mừng và kính mời tiến lên vị trí danh dự doanh nhân Nguyễn Cao Trí, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Capella. Mừng và mời tiến lên vị trí danh dự doanh nhân Lưu Thị Thanh Mẫu, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Phúc Khang. Chúc mừng và kính mời tiến lên vị trí danh dự doanh nhân Nguyễn Quốc Kỳ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Travel. Và mời tiến lên vị trí danh dự doanh nhân Nguyễn Vũ Bảo Hoàng, thành viên hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức. Chúc mừng và kính mời tiến lên vị trí danh dự doanh nhân Đinh Công Tuấn, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Công trình Hùng Vương. Và mời tiến lên vị trí danh dự doanh nhân Lã Thị Lan, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Tiến Lộc.
mừng và kính mời tiến lên vị trí danh dự. Doanh nhân Hồ Quỳnh Hưng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang. Chúc mừng và mời tiến lên vị trí danh dự doanh nhân Nguyễn Ngọc An, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Xuất sản Nissan. Chúc mừng và kính mời tiến lên vị trí danh dự doanh nhân Trương Phú Chiến, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần BBK. Chúc mừng và mời tiến lên vị trí danh dự doanh nhân Nguyễn Jacqueline Thảo Tiên Hồng, Phó Tổng Giám đốc Phát triển Thời trang Cao cấp, Giám đốc Quỹ vì Cộng đồng IPP, Công ty trách nhiệm hữu hạn Thời trang và Mỹ phẩm Duy Anh. Chúc mừng và kính mời tiến lên vị trí danh dự doanh nhân Nguyễn Thị Điền, Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn May Theo Giày An Phước. Chúc mừng và mời tiến lên vị trí danh dự doanh nhân Nguyễn Văn Trí, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Lập Phúc. Và kính mời tiến lên vị trí danh dự doanh nhân Trương Ti, Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Nệm Vạn Thành. Chúc mừng và mời tiến lên vị trí danh dự doanh nhân Trần Việt Anh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Nam Thái Sơn. Mừng và kính mời tiến lên vị trí danh dự doanh nhân Cao Siêu Lực, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên bánh kẹo Á Châu ABC. Chúc mừng và mời tiến lên vị trí danh dự doanh nhân Nguyễn Tu Mi, Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Mi Hồng. Và kính mời tiến lên vị trí danh dự doanh nhân Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dệt may Sài Gòn, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành. Chúc mừng và mời tiến lên vị trí danh dự doanh nhân Phạm Thị Huân, Giám đốc Công ty Cổ phần Ba Huân. Và kính mời tiến lên vị trí danh dự doanh nhân Lê Thị Dầu, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Bình Tây. Chúc mừng và mời tiến lên vị trí danh dự doanh nhân Phan Thanh Long, Giám đốc Khách sạn Bến Thành. Trân trọng được chúc mừng các doanh nhân Thành phố Hồ Chí Minh tiêu biểu năm 2020. Trân trọng kính mời ông Võ Tân Thành, Phó Chủ tịch VCCI Việt Nam, Giám đốc VCCI chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Xuân Hàng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố chụp ảnh lưu niệm cùng các doanh nhân. Và chúng tôi tin rằng quý vị cũng sẽ dành những tràng pháo tay thật nồng nhiệt để cùng chúc mừng doanh nhân Thành phố Hồ Chí Minh tiêu biểu năm 2020. Nữa
rất trân trọng được chúc mừng những doanh nhân Thành phố Hồ Chí Minh tiêu biểu năm 2020. Và sau đây chúng tôi trân trọng được giới thiệu và kính mời ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Băng Tâm, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh cùng lên vị trí danh dự để trao giấy chứng nhận biểu trưng cho các doanh nhân Thành phố Hồ Chí Minh tiêu biểu năm 2020. Chúc mừng và kính mời tiến lên vị trí danh dự doanh nhân Nguyễn Quang Tường, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sài Gòn Food. Xin được chúc mừng và kính mời tiến lên vị trí danh dự doanh nhân Phạm Ngọc Như Dương, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Giải pháp Phần mềm Tường Minh. Chúc mừng và kính mời tiến lên vị trí danh dự doanh nhân Đoàn Danh Tuấn, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Thép Toàn Thắng. Chúc mừng và kính mời tiến lên vị trí danh dự doanh nhân Lê Quang Thế, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4, Công ty Cổ phần. Chúc mừng và kính mời tiến lên vị trí danh dự doanh nhân Nguyễn Thanh Hải, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Sản xuất Thương mại Quy Phúc. Và kính mời tiến lên vị trí danh dự doanh nhân Đinh Hồng Kỳ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Seacoins. Chúc mừng và kính mời tiến lên vị trí danh dự doanh nhân Trần Ngọc Dũng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm An Thiên. Và kính mời tiến lên vị trí danh dự doanh nhân Trần Diệu Canh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Cơ khí Tân Thanh. Chúc mừng và mời tiến lên vị trí danh dự doanh nhân Nguyễn Đặng Hiếm, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Sản xuất Thương mại Tân Quang Minh, Vinfico. Chúc mừng và mời tiến lên vị trí danh dự doanh nhân Nguyễn Trần Nghiêm Vũ, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành. Mừng và mời tiến lên vị trí danh dự doanh nhân Hàn Phối Quyên, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Dịch vụ Việt Hương. Chúc mừng và mời tiến lên vị trí danh dự doanh nhân Nguyễn Văn Tiến, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Cơ khí Xây dựng Thương mại Tiên Tiến. Chúc mừng và kính mời tiến lên vị trí danh dự doanh nhân
Nguyễn Ngọc Thịnh, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Sản xuất Dịch vụ Thương mại Tiến Thịnh. Chúc mừng và mời tiến lên vị trí danh dự doanh nhân Văn Nguyên Vũ, Giám đốc Công ty Cổ phần Sản xuất Công nghiệp và Thương mại Vích Việt. Chúc mừng và kính mời tiến lên vị trí danh dự doanh nhân Vũ Đình Hòa, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Văn hóa Văn Lang. Mừng và mời tiến lên vị trí danh dự doanh nhân Nguyễn Văn Cẩm, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hoàn sản Thương mại Uyên Phát. Chúc mừng và kính mời tiến lên vị trí danh dự doanh nhân Phạm Thị Ngọc Hà, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Sang Hà. Mừng và mời tiến lên vị trí danh dự doanh nhân Phạm Minh Thuận, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phát hành Sách Thành phố Hồ Chí Minh, Fahasa. Chúc mừng và kính mời tiến lên vị trí danh dự doanh nhân Vũ Thị Tú Uyên, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đối tác Chân Thật. Mừng và mời tiến lên vị trí danh dự doanh nhân Đinh Hà Duy Linh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tiên học HPT. Chúc mừng và kính mời tiến lên vị trí danh dự doanh nhân Nguyễn Ngọc Châu, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Môi trường Việt Úc Vina Usen. Mừng và mời tiến lên vị trí danh dự doanh nhân Phạm Quốc Trí, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Thành Đô. Chúc mừng và kính mời tiến lên vị trí danh dự doanh nhân Trần Văn Tưởng, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Sản xuất Thương mại Xây dựng Điện Đức Hạnh. Mừng và mời tiến lên vị trí danh dự doanh nhân Cao Văn Triều, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Ruby. Chúc mừng và kính mời tiến lên vị trí danh dự doanh nhân Nguyễn Quốc Bình, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Dây và Cáp điện Vĩnh Thịnh. Và mời tiến lên vị trí danh dự doanh nhân Trần Thị Bích Hằng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sơn Bạch Tuyết. Chúc mừng và kính mời tiến lên vị trí danh dự doanh nhân Võ Thị Phương Lan, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Mỹ Á ASL Corp. Chúc mừng và mời tiến lên vị trí danh dự doanh nhân Huỳnh Kim Chi, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Liên doanh 1 Quốc tế. Chúc mừng và kính mời tiến lên vị trí danh dự doanh nhân Võ Đăng Linh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nước Hoàng Minh.
chúc mừng doanh nhân Lê Văn Minh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn Vật tư Thiết bị Đo đạc Nam Sông Tiền. Đồng nhiệt chúc mừng các doanh nhân và trân trọng kính mời ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Văn Tâm, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh chụp ảnh lưu niệm cùng các doanh nhân Thành phố Hồ Chí Minh tiêu biểu năm 2020. Và chúng tôi tin rằng quý vị cũng sẽ dành những tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chúc mừng doanh nhân Thành phố Hồ Chí Minh tiêu biểu năm 2020. Chúng tôi cảm ơn ông Bùi Tá Hoàng Vũ, ông Nguyễn Văn Tâm và xin được đồng nhiệt chúc mừng những doanh nhân Thành phố Hồ Chí Minh tiêu biểu năm 2020. Và giờ đây chúng tôi trân trọng được kính mời ông Hồ Xuân Lâm, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố, trân trọng kính mời bà Võ Thị Thúy, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh lên vị trí danh dự để trao tặng cho các doanh nhân tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh giấy chứng nhận và biểu trưng. Tiến lên vị trí danh dự doanh nhân Lương Nguyễn Xuân Vũ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Phát triển Nông nghiệp Việt Nam. Xin được chúc mừng và kính mời tiến lên vị trí danh dự doanh nhân Nguyễn Vinh Huy, Chủ tịch sáng lập hệ thống luật Thịnh Trí. Mời tiến lên vị trí danh dự doanh nhân Dương Quốc Trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Văn hóa Nhân Văn. Chúc mừng và kính mời tiến lên vị trí danh dự doanh nhân Dương Văn Nhân, Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp 10. Mừng và mời tiến lên vị trí danh dự doanh nhân Huỳnh Danh Dự, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần DTB. Chúc mừng và kính mời tiến lên vị trí danh dự doanh nhân Nguyễn Viết Toàn, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Kỹ thuật Tự động E-Tech. Mời tiến lên vị trí danh dự doanh nhân Trương Chí Thiện, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thực phẩm Vĩnh Thành Đạt. Chúc mừng và kính mời tiến lên vị trí danh dự doanh nhân Ngô Thị Ngọc Vân, Giám đốc điều hành Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Y tế Đại Phước. Mời tiến lên vị trí danh dự doanh nhân Hoàng Thị Bích Thảo, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Hoàng Lam. Chúc mừng và kính mời tiến lên vị trí danh dự doanh nhân Trần Thị Mỹ Dung, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Dịch vụ Tân Việt Mỹ. Chúc mừng
và mời tiến lên vị trí danh dự doanh nhân Quách Kim Loan, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm Tâm Đan. Chúc mừng và kính mời tiến lên vị trí danh dự doanh nhân Nguyễn Quốc Tiến, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng Tháp Kim. Chúc mừng và mời tiến lên vị trí danh dự doanh nhân Đặng Hồng Kỳ, Giám đốc Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại NIT. Mừng và kính mời tiến lên vị trí danh dự doanh nhân Trương Thanh Minh, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Siêu Nhật Thành. Chúc mừng và mời tiến lên vị trí danh dự doanh nhân Nguyễn Thanh Đạo, tổng giám đốc công ty cổ phần quảng cáo và xúc tiến thương mại Đông Nam. Chúc mừng và kính mời tiến lên vị trí danh dự doanh nhân Lương Thị Thu Hương, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại Nữ Việt. Chúc mừng và mời tiến lên vị trí danh dự doanh nhân Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc công ty cổ phần Thông tin và Thẩm định giá Việt Nam. Chúc mừng và kính mời tiến lên vị trí danh dự doanh nhân Nguyễn Phước Thái, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Bao bì Bafaco. Chúc mừng và mời tiến lên vị trí danh dự doanh nhân Bùi Xuân Hiền, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nhà Phương Nam Việt Nam. Mừng và kính mời tiến lên vị trí danh dự doanh nhân Trương Tiến Dũng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy Hải sản Sài Gòn APT. Chúc mừng và mời tiến lên vị trí danh dự doanh nhân Lê Quốc Hội, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ bảo vệ Đại Trường Hải. Và kính mời tiến lên vị trí danh dự doanh nhân Nguyễn Đức Nghĩa, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn Thương mại Trí Nguyễn. Chúc mừng và mời tiến lên vị trí danh dự doanh nhân Bồng Tắc Xiền, Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn Trí Luận. Và kính mời tiến lên vị trí danh dự doanh nhân Nguyễn Chí Sĩ, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Kỹ thuật điện sản xuất và thương mại Tân Đức Hàng. Chúc mừng và mời tiến lên vị trí danh dự doanh nhân Dương Thị Ngọc Lan, Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ tư vấn và đại lý thuế Trường Gia. Dạ, xin được trân trọng kính mời ông Hồ Xuân Lâm, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh và bà Võ Thị Thúy, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh sẽ cùng cười thật tươi cùng với tất cả các doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh tiêu biểu năm 2020 trong đợt 3, sẽ cùng nhau nở những nụ cười để cùng nhau lưu giữ những tấm ảnh lưu niệm thật đẹp, và chúng tôi tin rằng quý vị cũng sẽ dành những tràng pháo tay để chúc mừng cho doanh nhân Thành phố Hồ Chí Minh tiêu biểu năm 2020.
một lần nữa chúng ta cùng hãy dành một tràng pháo tay để cùng chúc mừng cho 100 doanh nhân Thành phố Hồ Chí Minh tiêu biểu năm 2020. Chúng tôi được cảm ơn quý lãnh đạo, các vị khách quý và một lần nữa xin được đồng nhiệt chúc mừng những doanh nhân, các doanh nghiệp được tôn vinh trong buổi lễ ngày hôm nay. Thank you.
ca khúc Thành phố trẻ đã đưa chúng ta bước vào với phần 2 của chương trình ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, để chúc mừng cho lễ kỷ niệm lần thứ 16 của Ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10 và cũng để chúc mừng cho các doanh nghiệp, các doanh nhân Thành phố Hồ Chí Minh được tôn vinh ngày hôm nay, chúng tôi xin được trân trọng kính mời quý lãnh đạo cùng các vị khách quý sẽ cùng tiến lên vị trí danh dự để cùng thực hiện nghi thức chúc mừng cũng như là nâng ly khai tiệc cho buổi tiệc chiêu đãi trong buổi lễ ngày hôm nay. Xin được trân trọng giới thiệu và kính mời. Xin được trân trọng giới thiệu và kính mời bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Trân trọng được kính mời bà Tô Thị Bích Châu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh. Trân trọng kính mời ông Dương Anh Đức, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Trân trọng được kính mời quý lãnh đạo và các vị khách quý sẽ cùng tiến lên vị trí danh dự. Và chúng tôi trân trọng kính mời bà Phan Thị Thắng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Kính mời ông Võ Tân Thành, Phó Chủ tịch VCCI Việt Nam, Giám đốc VCCI chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh. Trân trọng kính mời ông Hồ Xuân Lâm, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh. Trân trọng kính mời ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh. Trân trọng kính mời ông Lê Duy Minh, Cục trưởng Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh. Trân trọng kính mời bà Ngô Thị Hoàng Cát, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh, trưởng ban thi đua khen thưởng thành phố. Ông Trần Phú Lữ, Phó Giám đốc ITBC. Trân trọng được kính mời ông Trần Đình Thiên, chuyên gia kinh tế, thành viên tổ chức tư vấn chính phủ. Kính mời ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản. Trân trọng được kính mời ông Chu Tiến Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh cùng các thành viên trong ban thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh sẽ cùng tiến lên vị trí danh dự để cùng với lãnh đạo thành phố thực hiện nghi thức khai rượu và khai tiệc cho buổi tiệc chiêu đãi ngày hôm nay. Và giờ đây thì xin được trân trọng kính mời ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố cùng ông Chu Tiến Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh sẽ cùng khui rượu để cùng chúc mừng cho Ngày Doanh nhân Việt Nam và chúc mừng cho lễ tôn vinh doanh nghiệp doanh nhân Thành phố Hồ Chí Minh tiêu biểu năm 2020. Là cùng đứng lên để nâng cùng nâng ly chúc mừng được không ạ? Xin được mời mọi người chúng ta cùng đứng lên ạ. Xin được trân trọng kính mời các doanh nhân cũng như quý doanh nghiệp chúng ta đang ngồi tại các bàn tiệc hãy cùng nâng ly và xin được mời tất cả chúng ta sẽ cùng nâng ly và vô thật to để cùng chúc mừng cho tất cả chúng ta để chúc cho tất cả chúng ta sẽ vượt qua và hoàn thành những chiến tiêu mong muốn trong năm 2020. Xin được mời ạ. Một, hai. Một lần nữa xin được trân trọng được chúc mừng các doanh nghiệp và các doanh nhân được tôn vinh trong buổi lễ ngày hôm nay và xin được chúc cho tất cả các doanh nhân cũng như các doanh nghiệp chúng ta sẽ vững vàng niềm tin để đi đến chặng đường cuối cùng và tất cả chúng ta sẽ luôn năng động sáng tạo đổi mới phát triển để doanh nghiệp càng phát triển và gặt hái được thật nhiều những thành công trong tương lai. Và giờ đây thì xin được trân trọng kính mời quý vị chúng ta sẽ cùng nhập tiền cũng như quý lãnh đạo sẽ đến với các bạn tiền để cùng chúc mừng cho các doanh nhân và cộng đồng các doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh nhân ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10. Xin được chúc cho mọi người chúng ta sẽ có một buổi tiệc tối thật ngon miệng.